Hello cả nhà, đây là hợp đồng đặt cọc nhà đất Ba Liên nha, đầy đủ nội dung. Ba Liên 100 trang, giá chỉ có 60.000 thôi. Đây là nội dung. Bên A bên B mua bán nha. Rồi tài sản đặt cọc thỏa thuận. Thời gian đặt cọc thanh toán. Cái phần này phần quan trọng nè. Thỏa thuận qua tiền thuế lệ phí nè. Mấy hợp đồng khác thì nó không có chi tiết, cái này là nó có nè. Thuế dứt bạ, thuế phi nông nghiệp nè. Thuế thu nhập cá nhân nè, đó phí công chứng nè. Và cam kết chung. Đầy đủ nội dung. Tổng cộng là 3 liên nha cả nhà. Quý anh chị ghi trên trang này, nó sẽ in xuống cái trang này. In trang này. Đặc biệt là shop tặng thêm tấm lót cọc. Lót đặt cọc. Anh chị em đặt hàng thì nhấp vào link đặt hàng nha.